trong chương trình đọc truyện hôm nay. Sau đây, Julie và Cao Xuân Huy kính mời quý thính giả theo dõi và thưởng thức truyện ngắn Thị Nở Kêu Làng của Phan Huy Nguyễn. Lời quê góp nhạc dông dài, mùa vui cũng được một dài trống canh. Khi ngồi viết tập truyện trào phúng này, người viết chỉ ước mong như hai câu thơ Kiều trích ở trên, hy vọng mua vui cho quý thính giả một ít giây phút để tâm trí thảnh thơi sau những giờ phút làm việc căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống đa đoan hiện tại. Là một truyện trào phúng, tất cả các nhân vật, địa hình, tình tiết của tập truyện đều là hư cấu hoặc do chính người viết tự tạo hoặc vay mượn từ các nhân vật, cũng hoàn toàn tưởng tượng từ các văn nghệ sĩ tiền bối rất xa xưa như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng. Vì vậy toàn bộ tập truyện đều là sản phẩm giả tưởng, thẳng hoặc có sự trùng hợp nào đó trên thực tế về các tên tuổi, địa danh, sự kiện, hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Xin quý thính giả thông cảm và xin được cảm ơn sự độ lượng của các nhà văn tiền bối và gia đình trong sự vay mượn kể trên. Sau đây là truyện Thị Nở Kêu Làng. Nói dại, nếu mình chữa bây giờ hắn chết rồi thì làm ăn thế nào? Thị Nở nhìn trộm bà cô già, liếc nhanh xuống bụng và nghĩ thầm: ngay cái hôm Chí Phèo, Bá Kiếm giết nhau, chôn cất hai người được ít lâu thì thấy trong người khan khát, nó khó chịu làm sao ấy. Cơm nước lúc thường, bữa đói bữa no, lúc nào cũng thòm thèm, bây giờ lại chê, lâu lâu còn ở chua buồn bữa. Bà cô già hôm ấy còn chỉ tận mặt con cháu gái mà đầy nghiến: ôi, phúc đợi nhà mày con nhé, cha ôm lấy ông Chí Phèo. Lúc này thấy cô cháu ói mửa thì mụ thật sự hoảng hốt: mày làm sao thế, cái con nĩ dại kia, thế nào mà mày lại thổ? Ốm chứ làm sao, có ốm mới thổ, thổ ra mới khỏi ốm. Mụ hỏi đến lạ, Chí Phèo hôm nọ mửa thúc mửa tháo đấy, mày cứu kịp không thì lão đã chết dí ngày đêm ấy rồi, còn sức đâu mà đi giết Bác Kiến. Nghe Thị Nở nói vậy, bà cô càng chết điếng, mụ hỏi rằng: vậy ra mày đã ăn nằm với đó thật rồi sao? Rồi mụ tru tréo: tiền sư cha con đi dở hơi kia, tưởng mày nhịn được, đã nhịn mấy chục năm rồi thì nhịn luôn đi, hóa ra đã chui vào ổ rơm lăn lộn hủ hóa với nó rồi à. Ôi giời ơi, mày bôi do dán dấu vào mặt tao, vào danh giá dòng họ đấy phỏng, đi ơi là đi. Thị Nở bị chửi bèn nổi cơn tâm tành, thì chửi toáng lên: danh gì cái thứ nhà dòng dòng kiết lọ đít thì có, mụ thử chui vào bếp coi có còn tí giò nào không, thóc không có lấy một hột thì cháu ở đâu ra mà dát. Tôi có đánh đĩ thì mặc xác tôi, dính gì tới mụ. Mụ già mốc già mèo không ai thèm giờ chứ báu cái gì mà nói, có mà cái danh chó lẹo, cái giá mèo gạo, thử thằng già nào mò đến mụ coi, coi mụ có động cỡn lên không. Ôi giời đất, con đi giặc kia, mày chửi tao đấy vọng. Vậy ra suốt cả tuần tao đi vắng, tối tối mày mò mẫm đến thẩm thụt với nó, đã đi chôn bây giờ lại còn muốn đi miệng giả hàm nữa phải không? Thích thì đến việc gì phải thẩm thụt, đây chẳng phải mò, bà đi vắng đây ở một mình buồn,
Lão bảo đến ở với lão cho vui thì đây đến ở đấy. Bà cô nghe vậy thì chi chiếc. Ôi giời ơi, đúng là quần ngứa nghề đồ đĩ dại. Gió thứ mặt dày không biết chơ, mồm nhơ không biết nhuốc. Lăn lộn đú đợn với nó đến cả tuần lễ. Giời à, bây giờ thì mày bắt đầu mửa. Đích thị mày ốm nghén, mày có chữa rồi phải không? Không biết, mụ lắm mồm quá, cầm đi có được không? Thế là bà cô già tru tréo. Ôi cha tiên nhân bố con đi dài đi dạ kia. Mày ngủ với dài, chẳng thà mày giết tao đi, còn hơn mày đi làm chuyện bại luân bại lý. Thật nhục nhã cho tổ tiên ông bà. Sao không chết đi cho khuất mắt? Thì đỡ thấy bà cô già làm dữ, đã không ra vẻ sợ, lại còn nổi cơn tâm bành, thì dỗ bèm bẹp vào cái váy đục tả tơi. Ê này này chết này, mụ già khốn kiếp mụ rủa ai thế? Mụ chết đi thì có, đàn bà thì phải chữa. Vậy đã chết ai? Không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian chuyện thường. Đây chữa thì đây đẻ, đây có bắt mụ đẻ dùm cho đâu mà rủa đây chết vậy. Rồi thì ngoáy lỗ tai. Đây rửa tai để nghe mụ chửi đây này. Mụ chửi đây thì cũng như mụ chửi mụ. Mụ chửi mụ nghe biết chữa. Bà cô già nghe con cháu giờ ăn biến trả biến thì bỗng giật mình nghĩ lại. Con đi dạy nói thế mà không sai mới nguy. Mụ lôi tam tứ đại nó ra chửi thì chính nó là cháu mụ. Tức là mụ đang chửi tam tứ đại nhà mụ chứ ai vào đây. Đang bù lưu bù loa, mụ bèn xìu xuống. Không ngờ cái con dở hơi, hồi nào đến giờ bị la mắng có mấy khi nó mở miệng, có bao giờ nó cãi lại. Vậy mà chỉ mới gặp gỡ thấm hơi chí vèo có mấy hôm mà đã lây cái tật chửi càng chửi đẻo của gã. Mụ nhớ gã suốt ngày chửi trời chửi đất chửi thiên hạ, gã chửi cả làng vũ đại không chừa một người nào. Không ai buồn mở mồm chửi lại gã thì gã lại càng tức mình. Chửi người ta mà người ta không chửi lại thì tức lắm chứ. À, quân đẻo, hóa ra nó khinh bỉ mình tới mức không thèm mở miệng. Đã thế, ông chửi càng tuốt luốt coi tụi bay có há miệng ra không nào. Ai dám mở miệng già hàm với hắn, chả là từ cái hôm đĩ ngạc, một mụ già nổi tiếng chanh chua nhất làng, mất con gà vừa kín lông măng, mụ ra đường nguyên một buổi để lôi tam đài thằng nào con nào, há giọng nuốt hết con gà tròm trèm hai cân của mụ. Của đám tội mụ chửi bâng quơ, chẳng liên hệ đích danh thằng nào con nào ăn cắp con gà của mụ. Có điều mụ cứ chỏ mồm thẳng vào cái chòi rách của chí Phèo mà chửi. Chí Phèo nằm trong chòi đang cơn say xỉn, kịp vừa thức dậy nghe tiếng thè thé của người đàn bà nà giọng. Bố, cái thằng chết đâm cha, cái con chết xỉa. Mày dây tay mặt mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này, bà bảo cho chúng mày biết nhá. Thằng đứng chiếu ngang, thằng sáng chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhái thủ lợn. Con gà, nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì nó thành con cú, con cáo, con thành đánh mỏ đỏ. Nó sẽ mổ mắt xé xác ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái nhà mày đấy. Không thèm mang món giỏ mồm sở trường của gà như mọi hôm, gà thủng thẳng bước ra đường, bốc ngay một nắm phân chó ngay dậy đường, xông thẳng tới mụ ngạc còn đang hùng hổ khoa chân múa tay với cái miệng xa xả. Không nói không rằng, gã túm lấy cổ mụ, nhét ngay đống phân chó vào cái mồm đang há to của mụ. Bây giờ gã mới gầm lên. Đây, gà của mày để mà nuốt, ai thèm ăn của mày, cút mau. Mày làm bố nhức óc, mất cả giấc ngủ ngon, bố cho mày một dao bây giờ. Đĩ ngạc kinh hoàng
vừa mưa thốc mưa tháo chạy dời trở về. Từ đó mọi người trong làng cạch chí phèo, chưa thấy gã từ xa đã lãng cho xa, lỡ chạm trán không tránh được mà cứ cúi đầu xuống mà chào bác Chí đi chơi à. Lại còn cái vụ gã đốt nhà bà lão bán rượu nữa, làm thiên hạ càng khiếp. Gã uống rượu hết cả tiền để trả, gã đòi uống chịu. Bà lão bán hàng cứ một mực năn nỉ gã trả, nếu không thì bà hết vốn. Thế là gã nổi cơn gió chướng, cho là bà lão dám khinh hắn vì mấy cốc rượu. Tao đã quỵt của mụ xu rượu nào chưa? Gã gầm lên, đã thế gã châm lửa đốt nhà mụ cho biết tay. Cũng may ban ngày ban mặt có hàng xóm súng lại cứu kịp, nếu không dám có án mạng. Mọi người từ đấy mặt hắn không dạy dây giấy vườn vô lại. Người ta thầm nghĩ trong bụng, nếu không thì cũng bảo dạ, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Chửi mãi không người đối chất thì gã đi chửi trời chửi đất. Gã chửi đến tiên nhân của gã, bố mẹ gã, thằng nào con nào lỡ đẻ ra gã, con gã ra đầu đường xó chợ bất nhân ác đức. Rồi gã tự chửi gã, sống rết gì mà lúc nào cũng thèm chửi, thích chửi. Chửi quá mồm miệng tâm khô đắng nhạt thích, thế là lại thèm rượu với thịt chó, hai cái món sao nó hợp với nhau thế. Một cô già nhớ mãi mãi về chí phèo, thằng vô lại, thằng cào mặt ăn vạ như vậy. Thôi chết, nguy hiểm quá, cái con đĩ dở hơi này đã học mót được nghề chửi của gã, thì có đây nghiến chì chiết với nó chắc không ăn thua. Có khi nó nổi điên lên bắt chước chí phèo, cho một mồi lửa vào mái rạ, thì còn chỗ đâu mà chui ra chui vào. Đành phải tìm cách khác mềm mỏng hơn. Cái con này ruột để ngoài bụng, có cái ấy không dính vào da, chắc nó cũng đem cho, không thì rơi rớt. Câu mật ngọt chết rồi, lạc mềm buộc chặt. Thật không sai, đứa nhà già lại dễ bảo, mù nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành thị nở. Thôi con ạ, mới sáng ra chưa ăn uống gì mà mày thổ thế, là mày ốm nặng. Ốm thì ở nhà nghỉ, hết ốm rồi hẳn đi làm. Hôm nay mày có buổi làm nhà viên ngoại tú phải không? Để tao đi làm thay cho mấy bữa kiếm tí gạo. Mà mày bảo hôm nọ thằng Chí Phèo nó cũng thổ là thổ thế nào? Thằng con hoang lưu manh ấy, hết ngày này qua ngày khác chỉ biết rượu với thịt chó, rồi đi chửi động, chẳng làm ăn gì. Độc có mỗi một nghề cáo mắt ăn vạ kiếm ăn. Cái hũ chìm ấy có bao giờ thấy nó thổ? Thì nở thấy bà cô dịu giọng thì cũng xẹp xuống. Thì ra thì ưa ngọt, thì bắt đầu kể. Tại mụ hết, mụ mồm năm thì tôi mới miệng mười. Mụ biết điều thì con nợ này đôi co với mụ làm gì? Cũng tại mấy hôm mụ đi vắng, tôi đi làm về ra bờ sông kín nước. Ngày nào mà mày chả đi kín nước thì lấy nước sông thì mày về, chẳng lẽ mày lại ngủ ngoài đó? Tôi ngủ ngoài đó. Mụ trố mắt lên. Kìa, cái con này đến lạ. Con gái, con đứa, có nhà cửa đàng hoàng không ngủ, lại ra ngoài bờ sông ngủ bụi là thế nào? Vậy mới thành chuyện đấy. Số là tại đêm ấy rằng sáng vẳng vặc, rồi lại nóng nữa. Cái chòi ở nhà chật chội nực nổi, muỗi nhiều như trấu. Mụ lại không có nhà, tôi kiến nước xong thì tôi tắm. Tắm xong ngồi lại bờ sông thấy mát mẻ, đang tính lấy nước xong thì về ngủ. Rồi chợt nghĩ về cũng chỉ ngủ mà ở đây cũng ngủ, thế thì ngủ quách ở ngoài này còn thoáng mát hơn. Chỗ này tranh vênh cuối làng, bao nhiêu năm có ai ra vào đây lúc đêm hôm khuya khoắt. Mụ
mỗi mình gã Chí Phèo có cái chòi ở gần thì lúc nào mà gã chả say. Khi thì gã dấm dúi dựa vào bờ vào bụi, nếu có lần mò được về tới nơi thì cũng chân nam đá chân siêu chui ngay vào liều của hắn mà ngáy. Chú ra đây làm gì? Bởi thế tôi mới đi tắm rồi tuột văng yếm ra mà ngủ cho thế. Cái gì mày tuột yếm ra mày ở trần ngủ? Ơi cứ gớm, sao lại có đứa con gái nết na đến thế? Nó đi về, nó thấy Vũ về mày bỏ thổn thẹn ra đó, nó lần mò tới chứ gì. Rồi làm sao mày thấy nó thổ? Chẳng hiểu làm sao hôm ấy thằng rời đánh lại mò mẫm ra bờ sông, thế mới sinh chuyện đấy. Sinh chuyện ấy à? Nó thấy mày tánh hình ra thằng vô lại đó có gì mà nó tha nó chữa. Rồi nó uy hiếp mày ra sao? Thì nở từ từ nói. Mát mẻ dễ chịu quá, tôi dựa vào tàng đá mà chợp mắt. Đang ngủ thì bỗng dưng thấy có cái vật gì nặng đè lên người. Giật mình thức giấc tưởng bị bóng đè thì hóa ra là gã Chí Phèo. Mồm gã sặc hơi rượu, lúc nào mà gã chẳng sặc hơi rượu. Gã đè nghiến tôi xuống, một tay gã thoa bóp ngực tôi, tay kia gã kéo váy lên. Trời ơi, bà cô kêu lên. Thế mồm miệng mày đâu mà không biết kêu làng, tay chân để đâu mà không biết chống lại nó? Chống à? Mụ ra đó mà chống, có ăn thua. Tôi hét lên bảo gã, lão Chí này làm gì lạ thế? Cũng buông ra không thì bảo, tao kêu làng bây giờ. Gã lại càng đè chặt tôi xuống, khóa tay lại và cười hình hịch. Mày cứ gọi thì cứ kêu làng đi, chỗ này vắng, có chó nó nghe. Có nghe thấy cũng đếch thằng nào dám vác mạng tới. Mày không nghe danh Chí Phèo này à? Thằng nào trong làng Vũ Đại này dám đụng tới ông Chí Phèo? Này, có cần tao kêu phụ cho? Rõ khổ, rồi nó làm gì? Bà cô lên giọng thẳng thốt. Làm gì à? Nó đè ngựa ra lại còn phải hỏi. Nó làm cái trò mà lũ chó dái phải gió nào trên đời này chả làm. Tôi đã cố kêu làng thật to, nhưng rồi hắn đã nhấp nhộm trên bụng rồi. Gã kêu làng còn lớn hơn nữa, gã sợ gì ai. Thế là tôi đành chịu thua. Thôi mày muốn làm gì thì mặc xác mày. Rồi tôi khóc. Thế trời ạ, thế nó còn nói gì nữa? Gã bảo, có giỏi thì cứ kêu làng nữa đi, làm gì phải khóc? Mày khóc thì tao sợ mày sao? Tôi nói không sợ, nhưng anh lấy mất cái ấy của tôi rồi. Gã chể môi ra. Gớm, đồ lọ lem mà cứ làm như cái của mày báu lắm đấy mà đòi giữ. Nhưng rồi gã lại nói tiếp. Ấy, rồi tao kiếm cái gì bù lại cho. Thằng này ăn vạ bọn nhà giàu, chứ đếch thèm giựt của nhà nghèo. Tao cũng không ngờ ở trên đời chó má này còn có lắm điều hay thế. Cứ tưởng chỉ rượu với thịt chó là nhất. Sống trên đời miếng rồi chó. Đàn bà hóa ra cũng là miếng mồi ngon thế. Vậy là mày đồng tình với nó rồi, còn hiếp đáp nỗi gì. Đúng là quân động cơn. Mụ chỉ giỏi được cái nõ mồm. Có quân đẻo nào nó đụng đến không chừng mụ cứ là ngoái như con trôi trôi ấy, chứ chả động cỡn không. Xong rồi thì tôi thấy chuyện đó cũng thường lại hay hay. Rồi thấy gã cũng có vẻ hiền, không hung dữ như người ta nói. Kéo váy xuống đuổi gã cút đi, cho người ta ngủ thì gã kêu, tông đầu đầu quá. Gã bắt đầu thổ, rồi tự dưng gã ốm. Gớm, tôi tưởng gã chết ở đây thì lỗi thôi to. Tôi phải đưa gã về lều. Tội nghiệp gã,
Suy nghĩ gã uống nhiều rồi lại ví sức nên chắc bị gió máy gì đó. Tôi chạy về nhà lấy một nắm gạo, mò được mấy củ hành. Thế là tôi nấu cháo hành cho gã ăn giải cảm. Rồi gã hết ốm, gã nói năng tốt hơn, gã không gọi tôi bằng mày nữa. Gã bảo đằng ấy sang ở đây với tớ một nhà cho vui. Cũng tại mụ không có ở nhà, tôi thấy ở một mình cũng buồn, nên sang nấu cơm cho gã ăn. Gã bảo... Nếu được mãi thế này thì thế. Hay là đằng ấy về nói với mụ già, rồi qua ở hẳn với tớ. Mình là một cặp cũng xứng. Rồi tôi về tôi nói với mụ. Mụ lại rỉa xói tôi là ai lại đi lấy gã chi phèo. Tôi qua bảo gã vậy thì gã tức. Gã đi uống rượu cho thật say. Gã bảo chúng nó dám khinh ông là thằng bất lương à. Gã lại chửi vung xích chó. Tiền sư thế nào lấy mất lương thiện của tao? Tao phải giết nó lấy lại lương thiện. Gã cứ lẩm bẩm. Đòi lương thiện, tao phải đi đòi lương thiện. Rồi lấy dao đòi đâm chết cả nòi một ai đó. Rồi gã đi đánh nhau với bá kiến. Rồi gã lăn ra chết. Ơi giời ơi là giời. Như trời sập, bà cô già bưng mặt khóc. Vậy là mày ngủ với nó suốt tuần, giờ nó chết rồi, mày thì lại thổ. Mày ánh bụng ra mày chữa hoang. Cái nhà này thật là vô phúc, mày chẳng đếm xỉa gì đến lễ làng phép nước rốt. Cưới chưa theo, treo chưa nộp, lại thêm tội không chồng mà chữa. Ơi bán sới cái gió vườn này đi, cũng chưa đủ nộp phạt vả con ơi. Tưởng đã nhịn thì nhịn hẳn, mày chữa thì có nước ra ngoài đường ở. Không phải thế là hết, người ta sẽ đem mày ra bắt quỳ giữa đỉnh làng. Người ta đánh đập tra khảo mày, bắt mày khai ra cái thằng đã ngủ với mày. Rồi người ta gọt đầu bôi vôi, đổi mò câu vào mặt mày, rong đi khắp làng để thiên hạ vị nhổ vào mặt mày. Ấy sẽ không còn ai thèm thuê mướn mày, không có cơm ăn. Rồi tao với mày chỉ còn được bỏ làng bỏ xóm, dắt díu nhau đi ăn xin thôi. Rời đất này thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa nè rồi. Thì đỡ nghe bà cô nói cũng đâm lo. Lúc quấn quýt với lão Chí Phèo thì thích thế, thì quên bén, chẳng nghĩ ngợi gì đến chuyện khác. Chuyện ấy hay thế mà bây giờ rõ khổ thân chưa. Cái lão Chí Phèo lì lợm là thế, chẳng biết sợ trời sợ đất, bỗng dưng nổi điên đi đánh nhau với bá kiến, rồi lăn ra chết, làm tội trên đầu thị. Phải chi gã còn sống thì hai đứa cứ ở quách với nhau thì đã sao. Làng xóm bắt lễ thì cứ bảo mình nghèo, cho họ chén cháo thí với cốc nước vối là xong. Chả lẽ họ giết mình, nhưng bây giờ thì gã chết tôi rồi. Thì liếc nhìn mụ cô già, lại nhìn xuống bụng, thì không ngờ hậu quả ghê gớm đến thế. Vậy lỡ có chữa thì làm sao? Chết, không thể để dân làng hay chuyện Chí Phèo không có mà mình có chữa thành chữa hoang. Bây giờ chuyện này chỉ còn mỗi thị và mụ cô biết làm sao giữ kín. Trong đầu lại thoáng hiện ra cái lò gạch cũ bỏ hoang cạnh bãi Tha Ma, xa nhà cửa và vắng người qua lại. Quý thính giả vừa theo dõi và thưởng thức truyện ngắn Thị Nở Kêu Làng của tác giả Phan Huy Nguyễn. Julie và Cao Xuân Huy kính hẹn quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới.